Coi. Ê, ông chạy xe mà ông đưa chân vậy sao mà chạy được? Thì ai bảo không chạy được. Ấy. À, Yumi. Ủa, Minh Long. Yumi, đi đâu vậy? Mình đi mua đồ ăn. Mà hai bạn đi đâu vậy? Cho mình quá gian được không? Được chứ. Bạn muốn đi đâu tôi chở. Mình muốn đi về nhà. Làm sao mà được? Bạn về hướng này, tôi đi hướng này, như vậy ngược đường không chở được đâu. Mình mỏi chân quá à. Đi bộ từ nãy giờ luôn á. Cho mình về nhà nha. Tôi nói được rồi mà. Lên đi, tôi chở Yumi về. Cái gì? Mình điên hả? Trời ơi, bạn kỳ quá à. Người ta muốn chở tôi về mà bạn cứ cản hoài. Ôi. Thôi, tôi chở Yumi về trước nha. Ông đi tới đó trước đi, lát tôi chạy tới sau. Ôi, ông bộ tôi hả? Minh. Bye không? Minh. Tôi đi nha. Minh. Bạn Yumi. Ồ, xe đạp tin, tình dữ ha. Kệ tôi đi xe đạp để bảo vệ môi trường được không? Thì đạp xe như vậy, có mỏi chân không anh trai? Phải mỏi chứ, mà mắc mớ gì ta em. Ủa Mận, hai người là anh em hả? Sao nhìn không giống gì trơn vậy? Chào anh trai, em tên là Kim Anh, còn anh tên là? Anh tên Minh. Đây là bạn trai của tôi, tên là Đức Minh, đang học nhất trường của tôi đó. Ủa vậy hả? Ủa sao mình không biết gì hết trơn vậy? Mà nhất trường mình còn không quan tâm nữa đó. Cái mình quan tâm nhất đó là tốc độ đó. Đứa nào trước khi té xe cũng nói câu đó hết á. Ráng đi nha. Đi thôi em. Mà khoan đã. Ngày mai là sinh nhật của em đó. Em muốn mời Yumi đến dự. Anh Minh, ngày mai gán chạy xe đạp đến dự sinh nhật của em nha. À mà kìa, Yumi, nếu như không có đồ thì alo mình một tiếng, mình cho mượn nha. Đi thôi anh. Chào. Bye bye. Sô-cô-la hạng 3 mà tưởng mình sô-cô-la hạng 1. Mình xấu quắc kìa mà bọn cũng quen. Tôi thấy cũng đẹp mà. Cái gì? Ý tôi nói là con nhỏ nó xấu quắc à. Bận đồ lượm thượm, làm sao đẹp bằng Yumi của tôi được. Nhưng mà nhìn cũng được mà. Không nói gì vậy? Thôi lên xe tôi chở về. Cũng đẹp mà ta. Ê, từ từ nào. Từ nào. Ủa? Ông ơi. Gì vậy? Đợi tôi tí nha, tôi có điện thoại. Trời ơi, tắt đi, đang chơi dở mà. Nhưng mà Yumi rồi. Đang đoạn cây cấn, vào đi. Không có được, Yumi phải ưu tiên một. Để tôi nghe điện thoại. Alo. À, Minh ơi. Bạn có nhớ Kim Anh không? Bạn đó mới gọi cho mình, nhắc ngày mai có sinh nhật á. À, vậy là bạn muốn tôi đi chung với bạn hả? Nhưng mà bạn trai của mấy bạn đó ai cũng cao cao mà. Ừ, tôi hiểu rồi. Ý là bạn ngại gì tôi lùn đúng không? À không, không phải đâu. Thôi được rồi, mai tôi khỏi đi. Không phải vậy, mình rất là muốn bạn đi. Nhưng mà trước giờ á, mình hứa đã có bạn trai thì cao trên 1m8. Nhưng mà... Thôi được rồi, tôi hiểu mà. À Minh à, mình thấy ở ngoài shop á có mấy giày cao gót nam á. Ủa? Thiệt hả? Ừ. Vậy... Tôi cũng muốn vậy mà. Vậy thì... Được rồi, bye Yumi nha, mai gặp. Chuyện gì vậy? Tôi mệt quá ông ơi. Làm gì mà mệt? Yumi vừa rủ tôi đi sinh nhật chung với bạn á. Ồ, trúng số, trúng số. Không phải đâu, ông không có hiểu. Tôi vừa vui mà tôi vừa bị căng não nè. Làm gì mà căng não thì mời đi sinh nhật là thích lắm luôn đó. Mày hai. Là sao ba? Mày hai là chiều cao của tôi đó. Tôi bị lùn, Yumi chê tôi lùn, kêu tôi phải đi tìm đôi giày tăng chiều cao. Yumi chê ông lùn. Ờ. Ông yên tâm đi, tôi có thằng anh họ chuyên mang giày độ, chắc chắn tôi sẽ giúp ông. Trời, hay là bây giờ ông gọi liền, ông mượn giùm tôi đi. Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông. Tôi sợ quá. Bà nói đâu rồi? Dạ, nội trên lầu á ba. Ông ơi. Hả? Ông gọi liền giúp tôi đi, mượn liền đi. Rồi, tôi gọi liền. Cảm ơn ông nha. Ê, máy tôi hết tiền rồi, cho mượn máy đi. Sao lâu quá vậy ông, chừng nào mới tới? Từ đi, lát anh tôi tới rồi mà. Ê, anh Hải. Em. Anh chào anh Hải. Đi em. Em thử đi. Dạ. Chắc là vừa rồi em. Dạ. Ồ,
đẹp quá ta. Em nhìn em cũng thấy vừa anh. Em thử nha. Thử đi, thử đi. Ừ, em thử đi. Vừa không, vừa không, vừa không. Ủa, như chân anh cũng bằng size em á. Vô vừa khích luôn nè. Đẹp, 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 đẹp á, đẹp á. Anh hay độn dài lắm hả? Sao anh có mấy đôi dài này vậy? Ừ, anh cũng luôn mà em. Trời ơi, cao quá ông ơi. Ông đứng trên ghế người ta sao ông cao? Đi xuống. Ông nè. Đó. Sao, sao, sao? Tôi vẫn thấy cao ông ơi, hay quá hả? Được không? Mấy cái đôi dài này xỉn quá anh ơi. Mà sao, hình như nó hơi cao quá đó anh. Bao nhiêu phân vậy? 15 phân lần em. Gì mà như đôi guốc vậy? Lấy mang rồi bị chẹo chân sao? Muốn cao chịu khó đi, làm bèm gì nữa. Mang nhớ trả lại anh nghe. Anh yên tâm đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ừ, không có gì. Sao giờ này chưa thấy nữa vậy? Không biết là có biết tới không nữa. Anh Mẫn, gọi điện thoại đi. Lâu quá à. Chào các bạn. Wow. Bạn trai cao 1m8. Đẹp trai. Dễ thương của bạn đó hả Dung Y? Không những đẹp trai mà người ta còn ga lăng. Tặng cho nguyên bộ đồ đẹp này nè. Chứ đâu như mấy người. Thôi mệt quá đi, đi ăn nha. Tới nhà hàng của ba mình ăn ha. Ờ, đi đi. Ủa, anh Mẫn đâu? Ủa, anh đâu rồi? 18 đây hả? Hả? Ở đâu ra sẵn vậy? Muốn kiểm chứng thì lúc nào cũng có. Ê, cái gì kìa? Có gì đâu. Tôi cũng đâu có thấy gì đâu. Ơi, mét 8 kìa. Đúng rồi, cao hơn mét 8 phải không? Nhón chi mệt không? Nhón hồi nào? Thì tại trời nắng nên nó teo lại mà. Vậy hả? Người hay là quần áo giặt phơi mà nó teo lại vậy Dung Y? Thôi, mấy bạn thôi đi. Ở nhà tôi đo là 1m8 rõ ràng mà. Nhiều khi tại tới đây trời nắng quá tôi bị khô lại á. Nhiều khi cái cây này đâu mới đúng mà. Có khi cái cây sai thiệt á. Đúng rồi đó, bà này bà phải nè. Thôi đi, bây giờ đi tới nhà hàng của ba mình ăn đi nha. Đi đi. Ok đi. Cất cái cây đi nha, mày cất cái cây đó đi nha. Vô, tới rồi các bạn ơi. Đây là nhà hàng của ba má mình đầu tư đó. Hôm nay là sinh nhật của mình nên là các bạn ăn ké thoải mái nha. Yeah, đi ăn ké thôi. Bây giờ các bạn vào nhà hàng mình ăn uống nha. Vào thôi. Ý, mà khoan. Nhà hàng ba má mình á theo phong cách Nhật nên là yêu cầu các bạn cởi dép ở ngoài và vào trong ăn nha. Đi thôi. Đợi tôi tí nha. Ông đừng có cởi giày ra. Tại sao? Ông mà cởi giày ra tụi nó thấy giày độn cao gót của ông thì sao? Nhưng mà cái gì? Thằng Mẫn nó đang cầm cái cây đo chiều cao của ông kìa. Trời đất ơi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cái nhà hàng này là nhà hàng Nhật, phải cởi giày ra mới vô ăn được. À, tôi có một ý này. Mà sao Dung Y với mình lâu vậy ta? Ủa, sao các bạn chưa ăn nữa hả? Ủa, mình đâu, Dung Y? Mình không ăn được đồ ăn Nhật. Bạn ấy mà thấy mùi đồ ăn là muốn ói liền à. Bạn ấy chỉ thích ăn đồ ăn Pháp thôi. Trời ơi, bạn trai Dung Y vừa dễ thương mà còn phong cách nữa. Kỳ vậy ta, bình thường nhà mẹ làm sushi nó ăn phà, còn món tay có giờ ăn đâu. Ủa vậy là sao? Thôi được rồi, để tôi đi ra. Bạn ấy không muốn ai làm phiền hết á. Thôi mình đi ăn đi. Dạ thưa cô chủ, phòng đã được set up xong, mời cô chủ và các bạn vào. Ok, bây giờ đã có phòng, chúng ta vào ăn ké thôi nha. Go. Ké ăn ké hoài. Trời ơi, đói bụng quá à. Chưa thấy ai đi ăn sinh nhật như tôi luôn á trời. Minh ơi. Hả? Bạn chờ mình có lâu không? Lâu chứ sao không lâu. Chắc là bạn đói lắm phải không? Đói quá trời đói luôn nè. Tôi tưởng là hôm nay đi ăn sinh nhật cho nên ở nhà có ăn gì đâu. Mọi người ăn xong hết rồi, có gì đi karaoke mình gọi đồ ăn cho bạn nha. Cũng được, nói chung có ăn là được rồi chứ tôi đói bụng lắm á.
Đi karaoke, đi karaoke thôi. Ơi nào quá. Ủa? Bị gì mà không vô ăn vậy anh trai? Thì tại anh không có hợp với mấy cái món Nhật này. Anh thích ăn đồ Hàn. À. Không phải, mình thích ăn đồ Pháp. Không, tôi thích ăn đồ Hàn. Mình thích ăn đồ Pháp mà. Tôi nói đồ Hàn mà. Đi nhanh lên. Không, nhưng mà tôi thích ăn đồ Hàn, bạn phải xác định lại rõ ràng. Mấy người này bị gì vậy trời? Thôi tụi mình đi đi. Đi thôi. Xin mời quý khách vào. Khoan đã, quý khách vui lòng bỏ giày dép bên ngoài. Đó là quy định ở đây. Hả? Lại đi phản ứng gì vậy? Sao ở đây có nhiều quán sao không đi? Sao vô quán này chi vậy? Đúng rồi đó. Đi sai, tránh ra, tránh ra. Thứ nhất, ở đây giảm giá. Thứ hai, hôm nay là sinh nhật của Kim Anh. Và thứ ba là Kim Anh là người trả tiền. Cho nên Kim Anh có quyền quyết định hát ở đâu thì hát ở đó, ok. Bây giờ thì ra ngoài để dép vào quẩy nhiệt tình lên nha, ok. Sao mày cứ đem theo cái cây thước, mày ghép lực cho tao hay vậy? Thích anh em mà. Mày á nha, anh em nha, anh em mà hãi tao hoài. Bây giờ vậy, tao đưa mày 50, mày đưa tao cái cây được không? 500 thì còn suy nghĩ lại. Mày giữ luôn cái cây đi. Tùy. Tránh gà đi vô coi. Dung My hả? Làm sao giờ? Thằng Mẫn nó cứ cầm theo cái thước đo hoài à. Tôi mà cởi giày ra là quéo lại còn 1m6 hả? À, tôi có cách này. Cách gì hả? Cách cũ đi. Nữa hả? Ủa? Anh Minh đâu rồi? À, Minh không có thích tiếng ồn. Bạn ấy muốn yên tĩnh ngoài xíu. Trời ơi, anh khó ghê. Nhưng mà tôi thích. Mốt á, tại với ổng có chia tay á. Cái gì nói tôi với nha. À, mà bạn đừng thích quá. Cũng có người không thích kìa. Kỳ vậy ta, bình thường đi hát karaoke ở nhà nó lúc nào cũng dành hát, tại sao mày lại ghét tiếng ồn? Thì thôi để đó cho tôi. Thôi bạn ấy không thích ồn ào, bạn hát cho mình nghe một bài nha. Trời ơi trời, có ai đi ăn sinh nhật mà như tôi không trời? Người vừa tặng ta bé thương đau ngọt ngào, chẳng nợ ta dễ nhau, thấy về ta bay cao. Từ bạc ngọt vui, ta chẳng nghe lừa dối. Minh ơi, mình xin lỗi bạn nha. Vì mình mà bạn như vậy. Không biết sao đâu. Miễn sao Dung My vui là được rồi. À, mà Minh ơi, hôm nay á Kim Anh á, trời ơi nó tức giận ra mặt luôn á. Còn Lan nữa, nó idol bạn lắm luôn á. Nó có nói với mình á là nó sẽ tìm một người giống y chang như bạn là bạn trai. Cũng ngờ tôi có giá vậy luôn á. Mày Dung My à, tôi không có được đẹp trai, cũng không có được cao trên 1m8 như là Dung My đã kể với mấy đứa bạn của Dung My đâu. Tôi không có được hoàn hảo. Tuy bạn không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Tuy bạn không hoàn hảo, nhưng mình rất thích bạn. Bạn xúc động lắm hả? Nhưng mà ớt cũng cay quá.